Đây nhá, thì kho kim ngân này nhận được một đơn hàng của khách VIP. Đấy, anh ấy đặt rất là nhiều hàng luôn. Đấy, các bạn nhìn này. Đó, đầu tiên nhá là anh ấy đặt là hai cái sạc quay đêm. Đấy, cái này là sạc điện thoại quay cả ngày cả đêm nhá. Con này kết nối từ xa có 3-4G này, ghi hình chuyển động, cảnh báo chuyển động nhá, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài này. Đấy, phần khay thẻ nhớ ở đây. Được chưa? Đó. Và cái mắt camera thì sẽ đặt ở bên trên này. Bên sườn này của nó sẽ là các tia hồng ngoại để hỗ trợ bạn quay đêm. Và con này nhà mình thì sẽ là hồng ngoại đen, khi mà quay đêm thì nó sẽ không phát ra ánh sáng nhá. Ok chưa? Đó, anh đặt hai cái này này. Và tiếp theo thì anh đặt thêm là ba cái điện thoại, ba cái sạc điện thoại iPhone quay ngày. Đấy, con này nhà mình chỉ quay ngày thôi. Đó. Đây mình sẽ bóc ra cho bạn xem này. Rồi. Mắt camera thì vị trí đây này. Đấy. Chỉ quay ngày thôi nhá. Ngoại hình đây các bạn thấy không? Đấy, như một chiếc sạc luôn. Các bạn vẫn có thể cắm sạc sạc điện thoại bình thường nhá. Đó, anh đặt 3 con. Đó, đây sẽ là một đơn hàng của anh khách VIP nhá. Đấy. Tất cả các camera nhà mình ấy đều có chức năng là kết nối từ xa này. Đấy, đều có hình ảnh là full 4K này. Có ghi hình chuyển động, có cảnh báo chuyển động, có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài nhá. Đấy, ghi hình 24/4 đầy đủ cho các bạn luôn, theo dõi hình người. Đấy. 3 sạc iPhone và tiếp nữa nhá thì nó sẽ có 3 chiếc đồng hồ để bàn luôn. Đấy. Đây. Chiếc đồng hồ để bàn này nó sẽ khác biệt với các dòng camera còn lại nhá. Đó, thì con này nhà mình thì góc nó rộng hơn. Đấy, góc nó sẽ là 180 độ nhá. Còn tất cả phân khúc đây nhà mình là đều góc 150 độ hết, trừ cái đồng hồ này là góc rộng thôi. Đấy, đây mình sẽ bóc cái đồng hồ cho bạn xem này. Đấy, đơn hàng của anh khách VIP luôn nhá. Đấy. Ok. Đó. Thì đây sẽ là chiếc đồng hồ để bàn này, mắt camera vị trí lên đây. Đấy, đây sẽ là cái giờ nhá. Cái giờ để các bạn khi bật lên ấy thì nó sẽ hiển thị giờ điện tử nhá. Đấy, góc siêu rộng luôn đồng hồ để bàn. Tiếp nữa nhá thì nó sẽ là một chiếc camera cúc áo. Đây. Đây mình sẽ đậy lại cho các bạn nhá. Tiếp nữa sẽ một con camera cúc áo này. Đó, anh khách này thì mua hàng nhà mình cũng 1-2 lần rồi, nhưng mà ngày trước chỉ mua 1-2 con thôi, nhưng mà thấy hiệu quả và thấy sử dụng rất là tốt, nên là anh cũng ủng hộ mình một cái số lượng đơn khá là lớn. Đấy. Đây, tiếp nữa nhá. Tiếp nữa thì đây sẽ là một chiếc camera cúc áo pin khỏe nhá. Pin con này sử dụng liên tục trong vòng 30 tiếng. Đây sẽ là phiên bản S600 nhá. S600 nâng cấp các bạn nhá. Đây, mắt camera thì khi sử dụng bóc ra này. Đấy. Rất là kín luôn các bạn nhá. Đó. Ngụy túi ngụy trang này, đầy đủ luôn, dây sạc đầy đủ luôn. Và khi mà bạn mua hàng thì sẽ kèm theo thẻ bảo hành bên tại cửa nhà mình nhá. Mình sẽ giới thiệu thông qua thôi, xong mình sẽ test một vài con và cũng như hướng dẫn cho các bạn luôn. Đó. Đầu tiên là con sạc quay ngày đêm này. Đấy. Tiếp theo là chiếc sạc quay ngày. Đấy. Và tiếp nữa là chiếc đồng hồ để bàn. Và đây sẽ là một dòng camera cúc áo. Và đây nhà mình thì sẽ có camera ổ điện nhá. Ổ điện nhà mình thì có tất cả các mẫu luôn. Mẫu nhà mình rất là nhiều. Ổ điện âm tường này cũng như là ổ điện dân dụng. Đấy, nhà mình đều có hết nha, đều sẵn hàng hết. Đấy. Đó, ổ điện, dòng ổ điện này thì cắm điện trực tiếp 220V nhá. Đấy. Cứ cắm điện là dùng nhá. Ba con này cũng vậy. Đấy, đều cắm điện hết. Và đây sẽ là một con cúc áo siêu nhỏ này. Đấy. Đây là một dòng camera nhỏ nhất với chất hình ảnh là full 4K, kết nối từ xa 3-4G, ghi hình chuyển động, cảnh báo chuyển động. Hàng siêu nhỏ luôn, kích thước bằng không bằng ngón tay luôn nhá. Rất là nhỏ luôn. Mỏng dính luôn này. Đấy, ok. Đây sẽ là mã S199 nhá. Camera S199. Đấy. Đó, thì đây là mình hôm nay nhận được một cái đơn. Đấy, mình cũng lên video để cho các bạn có tham khảo. Đấy, những cái mẫu mà khách thường dùng. Đấy. Đầu tiên là chiếc sạc điện thoại hai mẫu quay ngày và quay đêm. Thứ hai là chiếc đồng hồ để bàn quay cả ngày cả đêm. Và thứ ba là sẽ là dòng cúc áo. Thứ tư sẽ là dòng ổ điện. Đây sẽ là các cái mẫu mà được khách lựa chọn rất là nhiều. Đồng thời anh khách cũng đã ủng hộ mình được một vài chiếc cam rồi. Và đây thì mình, đây chỉ là khách cũ mua lại đi nhá. Và mua với số lượng rất rất là nhiều. Đấy. Và các bạn cũng lưu ý mình, các anh thợ cũng lưu ý cho mình là đã là thợ. Đấy, thì mình cũng không cần tuyển. Đấy, mình chỉ tuyển đại lý toàn quốc nhá, chứ mình không tuyển thợ nhá. Còn mấy ông loi nhoi giả thợ mà kết bạn rồi sau này bảo là lấy giá thợ nhưng mà lại lấy có một cái. Đấy, thì mấy anh thợ nhìn lại cho mình nhá. Đây là khách lẻ mua nhá. Khách lẻ mua người ta đã mua như này rồi. Còn khi mà các bạn là thợ cũng như là các bạn là muốn xin làm đại lý thì tất nhiên các bạn sẽ phải có số lượng thì mình mới để giá cho bạn là giá đại lý. Đấy, còn nhiều mà các bạn mà lứt bắt ra chưa biết gì đã bảo là thợ. Thợ thì không biết một cái gì luôn, thậm chí còn kết nối cam cũng không biết thì đấy không phải là thợ rồi. Giá là thợ thì nó phải nhanh nhạy.
đấy, thì mới là thợ các bạn nhé. Đó, ok. Đó thì các bạn mà đang có nhu cầu nhá, hoặc là đang quan tâm đến một trong những mẫu camera này của nhà mình, thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số online 0395 838 345 để mình có thể hỗ trợ và tư vấn chi tiết và cụ thể hơn cho bạn. Đấy, nhà mình thì rất là nhiều mẫu mã, ngoài các mẫu trên đây thì mình còn rất là nhiều mẫu. Đấy, các bạn mà có thể là kết bạn Zalo này vào trong album ảnh của mình để tham khảo các mẫu nhà mình. Đấy, tại vì trong album ảnh nhà mình thì sẽ đầy đủ tất cả các mẫu mã. Các bạn ưng mẫu nào thì có thể IB trực tiếp cho mình sẽ tư vấn chi tiết con sản phẩm đó, cũng như là mình sẽ lên video chi tiết cho các bạn luôn. Đó, ok. Đó thì giờ mình sẽ vào là hướng dẫn sử dụng cũng như là vào test sản phẩm cho bạn luôn. Tất cả camera trên đây nhà mình đều sử dụng ứng dụng có tên là Lookcam. Cách sử dụng như nhau, khác ngoại hình thôi các bạn nhá. Khác ngoại hình. Đấy, nên là mình sẽ test một con thôi để có thể là hướng dẫn sử dụng cho anh này, hướng dẫn sử dụng cho khách hàng chưa biết đến, cũng như là mình có thể là test sản phẩm và chuẩn bị gửi hàng đi cho khách. Tất cả đơn hàng là mình khi gửi đi cho khách là mình đều phải test 100% nhá. Đấy, ok thì mình mới gửi. Đấy. Đó, thì đây thì mình sẽ test một cái con nhỏ nhất, đó chính là con S199. Đấy. Camera siêu LED siêu nhỏ. Đấy. Đó, mình sẽ bỏ một con ra đây để mình test các bạn. Và tiếp theo nhá, để kết nối được thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một chiếc điện thoại cảm ứng nhá. Đấy, cứ điện thoại cảm ứng là được. Đấy. Không cần của hãng nào nhá. Đấy, hãng nào cũng được. Đấy. Mình đang sử dụng iPhone nên là mình sẽ vào App Store này. Còn nếu mà các bạn mà chạy đánh Android thì các bạn sẽ vào cửa hàng sắp vào đây cho mình nhá. Các bạn đều tìm kiếm chung cho mình ứng dụng tên là Lookcam. Lookcam này, tìm kiếm. Sau đó thì bạn sẽ tải về. Ứng dụng Lookcam thì sẽ biểu tượng màu xanh đây, mình đang tải về đây. Con này tải về thì rất là nhanh thôi, vài giây là mình có thể tải được rồi. Tải về xong thì bạn sẽ thoát ra này, sau đó thì mở camera lên. Đấy, mở camera thì các bạn gạt nút xuống đây. Đấy, gạt xuống nhá thì lập tức camera sẽ động. Cũng như con này nhà mình thì cắm điện này, con này cắm điện, con này cắm điện này. Đấy, con này cũng là gạt công tắc. Con này thì các bạn vừa có điện vừa có pin nhá. Riêng cái đồ đổi bàn này là vừa có điện vừa có pin luôn. Đấy. Ok, đó. Rồi, thì khi mà các bạn đã tải ứng dụng về rồi và camera đã bật lên rồi nhá. Tiếp theo các bạn sẽ vào phần cài đặt. Các bạn sẽ vào phần cài đặt Wi-Fi cho mình. Đấy. Và phần cài đặt Wi-Fi nó sẽ hiển thị cho bạn một Wi-Fi có chữ F, một vài số, vài chữ và không mật khẩu để kết nối thôi. Đấy. Lưu ý cho mình đó chính là tín hiệu Wi-Fi của camera khi nó phát ra thì nó sẽ có chữ F, một vài số, vài chữ và không mật khẩu nhá. Kết nối xong rồi thì bạn sẽ thoát ra này. Và bây giờ các bạn sẽ vào ứng dụng Lookcam này để có thể sử dụng camera nhé. Đấy. Vào bên trong ứng dụng nhá, nó có hiển thị cho các bạn các dòng chữ cho phép thì bắt buộc các bạn sẽ phải cho phép cho mình. Đấy, cho phép này, cho phép khi sử dụng ứng dụng này, cho phép thông báo. Đến khi làm dòng chữ tít đây, các bạn sẽ scan và để kết nối trực tiếp vào camera nhá. Đây các bạn sẽ ấn vào phần device online chữ màu xanh đây, ấn vào đây này và ấn scan đây là mình có thể là kết nối trực tiếp vào camera rồi nhá. Đấy. Như các bạn nhìn thấy đây thì là phần hình ảnh thực tế của sản phẩm nhá. Đấy. Và đây sẽ là tốc độ quay sản phẩm này. Đấy, LED chưa? Cũng như là mình sẽ quay màn hình cho bạn xem này. Ừ. Cái điện thoại mình đang đưa các bạn nhá. Đây là cái điện thoại mình đưa nhá. Thì mình sẽ lấy một cái điện thoại khác để mình có thể là test cho các bạn. Con này là đưa rồi nhá. À, vuốt không được nhá. Đây. Hết đưa rồi. Đó, header rồi thì mình sẽ vào luôn nhá, vào lại để có thể test cho các bạn. Đấy. Ok, hình ảnh thực tế đây. LED căng luôn. Đấy, biển cáo mình đây. Các bạn có thể soi chữ thoải mái luôn nhá. Trong quá trình mà các bạn sử dụng hình ảnh nó có bị ngược như trên đây nhá, các bạn có thể chỉnh chiều quay góc quay bằng cách ấn mũi tên đây. Đấy. Hai mũi tên này chính là phần chỉnh chiều quay góc quay nhá, hình ảnh thì rất là LED luôn. Đấy, soi chữ thoải mái luôn. Ok rồi, LED căng luôn. Và các bạn cũng có thể cài đặt hình ảnh lên cao hơn bằng cách ấn góc trên đây. Chọn hình ảnh 4K này. Đấy, nó sẽ cập nhật hình sắc nét nhất nhá. Đấy. Kho kim ngân này. Đấy, số điện thoại hotline của mình đây. Đấy, hàng mình đang quay cho các bạn đây à. Đấy, căng luôn soi màn hình điện thoại thoải mái nhá. Đấy, tốc độ quay rất là mượt nhá. Không bao giờ bị đơ, bị giật, bị lan nhá. Đấy. Hình ảnh thực tế đây. Đó. Thì đây sẽ là cái phần hình ảnh thực tế của sản phẩm nhá. Cánh quạt quay này. Đấy. Led căng luôn. Đấy, và đây là phần trăm pin nhá. Đấy, cũng như là khi bạn muốn nghe được âm thanh nhá thì bật loa lên, còn muốn nghe âm thanh nó to hơn thì có thể tăng điện thoại lên. Đấy. Test loa này 0395 838 345. Đấy, các bạn nghe được không? Âm thanh thì rất là to nhá. Do là mình đang đặt hai thiết bị gần nhau. Đấy, là điện thoại và camera gần nhau này và mình có bật loa ngoài nên nó tiếng xung đột. Còn khi mà bạn xem từ xa cũng như là khi mà các bạn xem lại thì tiếng xung đột đấy sẽ không còn nhá. Đấy, ok.
Đó, thì đó sẽ là cái phần hình ảnh thực tế này, cũng như là phần các chế độ. Đấy, mình sẽ nhắc lại cho các bạn chế độ. Đấy, video đầu tiên nó sẽ là phần chỉnh độ sáng, độ tương phản. Thứ hai là loa này. Thứ ba là ghi âm. Thứ tư là chụp ảnh. Thứ năm là quay video. Và thứ sáu là chính là chỉnh chiều quay, quay. Đấy, còn bên trên đây sẽ là cài đặt chất hình ảnh và phần chạm pin còn lại bao nhiêu nó sẽ báo rõ cho bạn ở đây luôn. Đấy, ok. Đó, thì đó sẽ là phần hình ảnh nhá. Còn phần xem từ xa này. Đấy, lưu cho mình khi mà bạn muốn xem từ xa thì các bạn sẽ phải đặt cho mình hai điều kiện nhá. Đấy, điều kiện đầu tiên thì là xung quanh camera này phải có wifi. Đấy, và điều kiện thứ hai là điện thoại các bạn có mạng di động 3-4G mà mạng hoặc là mạng wifi nhá. Thì khi mà các bạn đã đặt hai điều kiện này rồi nhá, các bạn sẽ ấn cho mình ở phần bánh ra cài đặt đây. Sau đó thì ấn cho mình vào device setting này và chọn mình một wifi setting. Đấy. Khi mà các bạn đã chọn mục wifi setting thì nó sẽ hiển thị wifi xung quanh camera nhé. Lúc đó các bạn chỉ cần tìm cho mình cái wifi nào căng nhất và các bạn biết được khẩu ấn thôi. Đấy, sau đó thì nhập cho mình mật khẩu wifi vào là được. Đấy. Nhập xong ấn ok là các bạn đã có thể là xem được từ xa rồi nhá. Xem từ xa của mình thì nó sẽ là không giới hạn. Đấy, dù các bạn ở bất kỳ đâu hay là bất kỳ chỗ nào, các bạn chỉ mở điện thoại lên là có thể xem rồi nhá. Rất là đơn giản thôi. Ok. Đó thì đó sẽ là phần xem từ xa, phần wifi setting đây nhá. Còn phần trên đây của mình thì có bao gồm là phần cảnh báo chuyển động này, phần cài đặt thẻ nhớ, phần cài đặt đèn nếp này, reboot hoặc là reset và xóa thiết bị là các bạn đều có thể thao tác trực tiếp ở trên điện thoại nhá. Ví dụ như là các bạn chỉ đặt camera ở trong nhà đi, các bạn đặt như này đi, các bạn cài vào trong một cái kè nào đấy như này chẳng hạn đấy, và bạn chỉ bật mà cam lên thôi, sau đó thì các bạn thao tác toàn bộ trên điện thoại nhá, các bạn sẽ không cần phải là động vào camera nữa. Đấy, rất là hay nhá. Đó, ok. Đó, và ở đây thì các bạn cũng có thể đổ mật khẩu này, hoặc là bạn có thể là kết nối được nhiều camera một lúc nhá. Như hiện tại anh khách nhà mình đặt là hiện tại đây là 20 con. Đấy, về để các bạn về để anh khách có thể là lắp ở nhà và quan sát được nhiều nhà hơn. Đấy, mỗi nhà anh lắp 1-2 cái thì chứng tỏ là anh ấy rất là nhiều nhà nhá. Đấy, đó, và anh đã lắp các cái dòng thiết bị lại của nhà mình thì chụp tập trung vào ấy để có thể là giám sát và trông coi được nhà cửa, cũng như là biết tình trạng con cái và tình trạng vợ hôn nhân nhá, tình trạng vợ chồng nhá. Đấy, thì nếu mà các bạn mà trong cái nhu cầu như là đang gặp tình trạng là vợ chồng cặp kè này, cũng như là con cái chơi bời, mất trộm cắp tài sản trong nhà, và muốn có một bằng chứng chứng cứ, thì đây sẽ là một phụ kiện để các bạn có thể là hỗ trợ lưu trữ bằng chứng chứng cứ cực kỳ tốt, cũng như là bắt ngoại tình này và biết được tình trạng con cái chơi bời. Đấy, ghi lại toàn bộ trong thẻ nhớ nên là rất là hiệu quả nhá. Đấy, các bạn mà có nhu cầu nhá, hay là đang cần đến một chiếc camera siêu nhỏ thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0395 838 345. Đấy, nhà mình thì có hai địa chỉ cửa hàng tại Hà Nội và Sài Gòn nhé. Các bạn gần có thể là qua trực tiếp, và xa thì mình cũng như các bạn đây. Đấy, là gửi ship toàn quốc cho các bạn. Nhận hàng các bạn được kiểm tra và các bạn được test hàng ok thì mới thanh toán nhé. Đấy, cũng như anh khách này là mua hàng nhà mình rồi. Đấy, thế nên là anh ấy rất là tin tưởng và cũng như là ủng hộ nhà mình thêm. Đấy, ủng hộ một phát 20 cái. Đấy, trước anh chỉ mua 1 cái với 2 cái thôi, chứ anh không mua nhiều. Đây là anh một phát một loạt luôn, lắp toàn bộ các nhà luôn để có thể giám sát. Đấy, rất là hay nhá. Ok, đó thì video của mình đến thôi. Các bạn xem video của mình có điều gì thắc mắc hoặc là quan tâm đến các mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ này mình thì liên hệ trực tiếp của mình qua số hotline 0395 838 345 nhá. Đấy, xin chào và lại toàn thể các bạn.